Hơn 20 năm trước, khi bắt đầu làm thủ nhang và với mong muốn tạo nên sự bền vững, nét đặc biệt cho ngôi đền, ông Thiêm đã vào tận Huế để học hỏi nghệ thuật đắp gốm, cũng như mời 13 nghệ nhân đắp gốm ra Bắc thực hiện đắp gốm trang trí cho kiến trúc đền Buộm. Gốm sứ được ông nhập từ lò gốm Bát Tràng với hàng trăm mẫu mã, màu sắc khác nhau. Và thợ ở đấy là người ta rất là tỉ mỉ, rất giỏi. Người ta đập nhỏ ra, sau đó người ta cắt từng miếng nhỏ một và người ta ghép lại thành một hình. Đấy, như vậy là nó không lỗi thời. Đấy, không lỗi thời. Nếu bây giờ mà làm bằng bê tông ấy thì đến bây giờ là lỗi thời mất rồi. Nhưng mà làm bằng gốm sứ thì không bao giờ lỗi thời được nữa. Khu di tích lịch sử của đền Buộm thờ bà Bát Đàn Đông Nhung Đại Tướng Quân. Những năm trước đây là đền xuống cấp rất là nghiêm trọng, nhưng từ ngày có thầy Hoàng Lê Thêm về đến đây là thầy tu sửa và xây dựng kiến thiết lại. Tất cả mọi cái bây giờ đã lên rất là khang trang, to đẹp hơn, nhân dân rất là phấn khởi. Tồn tại hàng nghìn năm, qua nhiều lần tu sửa, đến nay quần thể di tích đền Buộm được xây dựng với 3 tòa, tòa hậu cung, tòa đệ nhị và tòa đệ tam. Trong đền có hệ thống câu đối, đồ thờ, đồ tế khí bằng đồng, được sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Những đồ vật trang trí bằng gốm sứ có niên đại hàng trăm năm. Bên cạnh đó, còn có bộ bàn ghế được làm từ cây nhãn tuổi đời trên 120 năm, được các nghệ nhân chạm trổ tinh xảo. Trong những năm qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể của xã thì luôn quan tâm đến khu di tích lịch sử quốc gia, đền thờ, cho nên là hàng năm là có tổ chức cái lễ hội vào tháng 3 hàng năm và cũng thường xuyên tuyên truyền đến giáo dục đến các nhà trường để nhà trường có các cái buổi như thế là học dã ngoại để đưa các cháu đến tham quan khu di tích lịch sử cũng như là học hỏi cái văn hóa truyền thống của quê hương. Với giá trị văn hóa tâm linh cùng kiến trúc độc đáo, đền Buộm là điểm đến đối với du khách và người dân mỗi khi đến thăm và chiêm bái khu quần thể di tích lịch sử đền Tiên La.